thì cái kiến trúc P-core và E-core được xuất hiện từ CPU Intel Gen 12 trở lên, và bây giờ chúng ta đã có Gen 13, tức là chúng ta đã có hai thế hệ. Thật ra thì với P-core và E-core, chúng ta sẽ dịch nhanh là một nhân hiệu năng cao và một nhân hiệu suất. Nhân hiệu năng cao ở đây thì đúng như cái tên, nó sẽ có hiệu năng cao, còn cái nhân hiệu suất ở đây thì nó sẽ có xung nhịp thấp hơn để tiết kiệm điện hơn. Thật ra thì cái kiến trúc này nó đã xuất hiện ở trên điện thoại rồi. Ngày xưa thì mình nhớ không nhầm có một tên gọi lúc mới ra mắt ấy, nó gọi là kiến trúc Little Big. Little ở đây là nhỏ, là dành cho những cá nhân có cái xung nhịp thấp, và Big là chỉ dành cho những cá nhân có cái xung nhịp cao. Thì cái này ở trên điện thoại nó sẽ đóng vai trò như ví dụ như chúng ta chơi game, chúng ta cần sử dụng hiệu năng cao thì cái nhân hiệu năng cao nó sẽ hoạt động. Còn khi mà kiểu vuốt đi vuốt lại lướt Facebook trên điện thoại, những cái tác vụ rất đơn giản, thì cá nhân đấy nó nhân không gọi là nhân tiết kiệm điện, nó sẽ hoạt động để cho đảm bảo cái thời lượng pin của thiết bị nó tốt nhất. Nhưng đấy là trên điện thoại. Còn ở trên máy tính thì sao? Chúng ta cần tiết kiệm điện kiểu là cho máy tốt các thứ không? Không, chúng ta sẽ không cần yếu tố đấy. Chúng ta cần là gì? Là hiệu năng của sản phẩm. Vậy thì P-Core với E-Core nó có thực sự hữu dụng hay là không? Thì câu trả lời của mình là có. Nhưng có ở đây là chúng ta xét trên cái khía cạnh là chúng ta làm việc. P-Core thì lúc nào cũng cần, nó là một cái nhân cơ bản giống như bao loại nhân khác thôi, không phải nhân của cái đồ ăn anh em ăn mà nhân của CPU. Ở những cái dòng khác ngày xưa không gọi tên, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể gọi là ngày xưa không E-Core chỉ toàn P-Core, thì cái nhân đấy nó sẽ đóng vai trò là xung nhịp rất cao để chúng ta có thể mở tác vụ, chúng ta vẽ hình ảnh. Còn cái nhân E-Core với xung nhịp thấp hơn nhưng nó vẫn là một nhân, và khi mà chúng ta sử dụng để render video hoặc là làm những công việc liên quan đến nhiều nhân thì cái nhân E-Core đấy nó đáp ứng được vai trò rất tốt. Còn trên khía cạnh chơi game thì sao? Lúc này thì thực ra nếu anh em nào mà muốn CPU mát hơn thì tắt E-Core đi, không ảnh hưởng đến cái quá trình chơi game. Vì sao? Bởi vì là những cái mẫu CPU trên thị trường nó có P-Core, nó có E-Core thì tối thiểu phải đều từ 6 nhân P-Core trở lên. Và những cái tựa game kiểu phổ biến ấy, thoải mái đi, anh em chơi những cái tựa game nhé, 2 nhân, 4 nhân, 6 nhân hay thậm chí là 8 nhân thì cá nhân P-Core nó vẫn đáp ứng được rất tốt. Còn nếu anh em là phân vân giữa Intel Gen 12 và Gen 13, mình nghĩ đây là câu hỏi nó sẽ xoay quanh cái việc là Intel Gen 12 và Gen 13 ấy, bởi vì là hai dòng này nó sẽ khác nhau khá nhiều về mặt cái nhân. Thì mình khẳng định rằng nếu anh em nào có điều kiện, chúng ta nên đầu tư Gen 13, không phải là vì cái mẫu CPU đấy nó có nhiều nhân, mà chúng ta hãy quan tâm đến cái xung nhịp đơn nhân, cái xung nhịp đấy khi mà anh em chơi game nó rất tốt. Nếu anh em không tin thì mình cũng đã có thử dùng một mẫu CPU Intel Gen 13 là 13100, nó không hề có E-Core và chơi game với RTX 4080, và kết quả nó vẫn gánh được. Đó là anh em thấy được rằng là khi mà chúng ta chơi game, xung nhịp càng cao càng tốt, còn khi anh em làm việc càng nhiều nhân càng sướng, còn không gì là vô dụng đâu. Chắc là chỉ có một cái gì đấy nó không có tác dụng thôi. Câu hỏi số 2 là em nên dùng bo mạch chủ B660 hay Z690 để có hiệu năng tốt nhất khi chơi game. Là sao nhỉ? Thật ra thì câu hỏi này nó bị thiếu ý. Vì sao? Bạn không đề cập đến cái mẫu CPU của các bạn đang sử dụng là gì. Bạn không đề cập đến cái mẫu bo mạch chủ B660 và Z690 là gì. Nhưng thôi, mình cứ tính ra là bo mạch chủ tầm trung như kiểu là của Acer với dòng Top Gaming. Đó, mình cứ lấy là như thế cho dễ hình dung. Và cái mẫu CPU các bạn đang nói đến là CPU dòng K. Bởi vì khi mà nhắc đến Z690 thì bắt buộc là phải nghĩ đến CPU dòng K rồi. Vậy thì CPU dòng K là gì? CPU dòng K, chữ K ở đây là biểu hiện cho việc là mẫu CPU đấy có thể ép xung. Và muốn ép xung CPU thì gần như chúng ta sẽ phải sử dụng bo mạch chủ có cái hậu tố là Z, tức là chipset. À, chipset thì đúng hơn. Chipset dành cho Gen 12 và Gen 13 là Z690 và Z790. Chắc là bạn đang lo lắng cái vấn đề là bạn đang cắm một mẫu CPU dòng K lên bo mạch chủ B660 thì nó có chơi game tốt hay không. Thì câu trả lời của mình là nó vẫn bình thường, nó sẽ không khác gì so với những cái bạn cắm lên bo mạch chủ kiểu Z690 hay là B660. Bởi vì là cái ép xung, nếu bạn thực sự cần thì bạn nên mua cái mẫu bo mạch chủ phù hợp với CPU là Z690. Còn khi bạn không ép xung thì chỉ cần một bo mạch chủ B660 tầm trung là đã có thể gánh được full hiệu năng của CPU, và lúc này anh em có thể tiết kiệm một phần chi phí để đầu tư sang hệ thống tản nhiệt hoặc là chuyển sang một cái câu chuyện nhớ thế nào VGA. Đấy, hợp lý đúng không? Câu cuối cùng, câu này liên quan đến AMD, thì là công nghệ AV1 có thực sự giúp record game tốt hơn không? Thật ra thì cái công nghệ AV1 này thì nó mới có từ, nhớ là 2018.
bạn đang nói tốt hơn ở đây là, mình nghĩ tốt hơn ở đây là bạn đang nói đến việc là record nó có nhẹ ăn không. Thì mình sẽ nói rất ngắn thôi, theo những cái mà mình hiểu. Thì bạn đang so sánh việc là các bạn đang sử dụng card của một hãng nào đấy, AMD chẳng hạn, để bạn record một tựa game. Trong đấy thì trong setting ví dụ như OBS ấy, thì nó sẽ cho anh em setting giữa là H264 và AV1. Thì nếu anh em nào muốn tiết kiệm chi phí thì ok, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng là AV1. Bởi vì là nếu như xét trên cùng một dung lượng record nhá, anh em hãy nhớ này, cùng một dung lượng, khác dung lượng chúng ta không nói, cùng dung lượng. Thì nếu mà bạn record theo kiểu AV1 thì mình, nó sẽ ngon hơn. Còn bạn record ra hai cái, bạn set bitrate các thứ giống nhau, bảo hai file khác nhau không, không, hai file nhìn giống nhau lắm. Còn tốt hơn nghe nó chung chung quá, nên là mình cũng trả lời chung chung nó giống với câu hỏi của bạn. Hôm sau bạn nhớ đặt một câu hỏi nó nghe nó gọi là gì, chi tiết hơn để mình trả lời cho anh em nhé. Còn bây giờ thì thôi, hỏi đáp ngày hôm nay của chúng ta kết thúc rồi, ba câu hỏi đã kết thúc trên ba công nghệ, và hẹn gặp lại mọi người trong số ba công nghệ và ba câu hỏi tiếp theo.